Vâng, Đỗ Sinh xin chào quý vị và các bạn. Tiếp đến cuốn video số 3, chúng ta giao lưu với vườn anh Nguyễn Sơn, địa chỉ xóm 20, Hải Đường, Hải Hậu, Nam Định. Ngắm từ xa chúng ta thấy cây khế nó có đặc biệt không? Cái màu hoa tím tím của cây khế này, xen kẽ với những cái chùm quả này. Hình như là lá là chỉ còn phất phơ vài cái. Nhìn nó cái bức tranh này quá đẹp rồi. Đấy. Rồi anh đứng tiến lên một tí nữa. Rồi, nhìn đây nhá. Đẹp quá cây khế này. Quá đẳng cấp anh nhỉ. Dân gian sót lại. À, tôi quay cái gốc trước. Dưới này anh lại có cái phối cảnh. Đấy. Tất nhiên là nó không được trật tự lắm nhưng mà cũng là đẹp. Đấy, ông câu cá này, mái nhà rông này, mái cổng làng này, cầu này, trâu bò này. Nhưng mà lại con cá sấu này, nó sắp lên đến nơi rồi đấy. Đấy, rồi nhà rông này, chùa này. Đằng sau là một cái bệ khế, nó nằm bò dọc theo chiều dài của chậu này, mặt chậu. Đấy, trong này nó hơi khuất, anh để những con viên đá này nó mất cái bề sâu của cái độ lúa dưới thân gốc cây. Thì tôi quay được các cái rễ chân thế này. Cái chân rễ thế này nó nhổ. Nó nhổm lên. Nó có cả rễ mà anh lại đi che mất đây này. Cái chỗ này đẹp không các bác? Một cái móng như kiểu một con rùa. Đây một cái rễ nhưng đây trong này một cái rễ nữa nhưng viên đá là che mất rồi. Đúng rồi. Này phối rất đẹp mà anh phối nó hơi rối mất. Đấy, cái rễ này thì lại giống một cái đuôi. Đúng rồi. À cái cây tử đây. Đây đây. Đấy. Đấy, sau đó nằm dài theo cái này nhá, tườn lên này. Và đưa lên. Một cái khế dáng văn nhân. Ai gọi dáng này là dáng văn nhân được nữa. Nằm tươn trên mặt chậu này gọi là văn nhân. Văn nhân nó phải trực dáng tùng xong nó một cái cành nó lao xuống nó làm cành rơi. Các nhà vườn các anh đến chưa cứ gọi là cái khế văn nhân. Văn nhân cái gì nó bò ngược mà tay này nó hồi lại về gốc này. Có đẹp anh nhỉ. Rực rỡ quá nhỉ. Nhìn hoa là phê rồi. Quá đẹp. Chua hay ngọt đó nhỉ? Cái chua nhỉ. Ờ. Ui dồi ôi, ngày xuân, ngày Tết, cây này ngay trước cửa nhà. Vâng. Đúng là quê hương là chùm khế. Đẹp quá. Cây cảnh đang sốt. Đang sốt. Hôm nay báo cáo với anh. Có rồi hay là... Nhưng báo cáo với anh, có anh Đỗ Sinh về nhà vườn lên sóng một vài tác phẩm video để cho Nguyễn Sơn ngày càng nhà vườn có nhiều anh biết đến hơn. Hôm nay... Hôm nay cũng có anh về để anh làm cuốn video thứ tư rồi. Cây này báo giá bao nhiêu anh Sơn đây? Báo cáo với anh là cây này em đang báo giá 50 triệu anh ạ. 50 triệu? 50 triệu. Vâng. Một tác phẩm khế. Cũng là độc đáo đấy. Vâng. Hoa nhiều như hoa gắn như vậy. Vâng, trông nó như là cây giả anh ạ. Cây giả, cây chiến tranh. Ừ. Như cây chiến tranh. Cây giả, cây bằng nhựa. Nhiều bác mà không biết ấy là bảo sau này nó lại nhiều hoa thì mức độ. Đẹp. Nếu mà chấm điểm bắt đầu từ cái chỗ này trở lên. Nó có cái nét quái nhỉ? Từ đây lên này. Vâng. Hay nét quá. Tay rất là khó chịu. Chúng em dòng chơi cây chúng em rồi. Đây này. Cái chỗ này nó lắc thế này sau đó nó mới đưa quạt về đây. Hồi về gốc. Còn cái chỗ này nó tạo cái khuỷu rất hay này. Hoa đúng như hoa đào nhỉ? Đúng như hoa đào. Này mới dùng Tết. Hôm nay mà mùng 1 Tết thì chấm hết nước chấm. Này mà nó nở dịp Tết này mẹ 1 tỷ có người mua. Đúng rồi. Nở vào dịp Tết. Và 1 tỷ có người mua. Dịp này thì nó chỉ có mấy chục triệu. Đúng rồi. Thế mà cái đào 40 triệu. Bán một cái đào Tết 40 triệu. Cái đào rồi. Thế còn không những thế nha. Bên phía bên góc cổng bên này anh có cây khế đẹp này. Tôi nhìn thấy cây này thì xum xuê lá nhưng mà phía trong lá rất nhiều quả nhé. Nó giấu ở trong nó khuất đây các bác nhìn này. Đấy. Phải vào xong ngửa ống kính lên mới thấy quả nó kinh khủng khiếp và quả rất to nhỉ. Não tùng. Đây này. Ê mày ạc đi. Này. Ôi giời ơi. Ở phía ngoài không nhìn thấy quả nào. Thế mà vào trong ngửa ống kính lên mới thấy nó. Đây này. Cái chùm này nay mai nó mới ra to nó mới nhiều này. Đấy. Mà vẫn đang có hoa nữa đi. Em đo hoành thân nữa, hoành thân cho bác. Hoành thân con này, cụ này cũng 80, 75. Sai rồi. 80, hoành gốc 80, hoành thân 80. Tổng cây cao 2 mét, tàn bay 2 mét. Cây thì cắt ít quả, ở đây có mấy chục. Thôi được, để mấy quả.
trái quả đấy, cái tiêu bản này đẹp quá. Cây này cũng khê chua, cũng khê chua nhỉ. Của từ nó mấy được mấy chua đây, đứng ở bên ngoài này không nhìn thấy quả kia kìa đâu, lá nó rủ nó che hết đấy, chỉ có đây được nhìn được mỗi chủ. Cái chùm này nó to to, chủ đứng mới được gầm tán cây, còn xuống trong gầm cây thì khủng khiếp thật đấy. Nó khuất có khả năng nặng. Giá bao nhiêu anh nhỉ? Cây này em đang giao bán 45 triệu. 45, cây kia nó lại báo là 50 à? Vâng. Mỗi cây có một cái vẻ đẹp khác, nhưng cây này thì nó lực cây hơn, gốc đế đẹp, cái nét đẹp, nó dáng trực. Thực ra là nếu mà sâu xa thì nó dáng lão, vì bên này nó đưa ra rất xa. Chúng em gọi là lão tùng. Lão tùng. Lão tùng. Cái dáng lão tùng. Hay quá, ngọn khế đưa lên cái rồi rất dẻo cây mà, ui quả nó tít trên ngọn. Rất nhiều. Đây nha, tôi zoom vào phía sâu kẽ trong này, các bác nhìn trên ngọn cây khế này, đấy. Ui giời, quả. Ông sư có cái tay ở trên này. 45 triệu. Đang làm nhà. Vâng, phải nói công nhận cây khế đẹp. Chúng ta đến với anh Nguyễn Sơn qua số điện thoại 0987 087 503. Địa chỉ xóm 20 Hải Đường, Hải Hậu, Nam Định. Bấm về quả nó nuôi thật ạ. Ui giời. Và chia tay với hai cây khế trong đầu cuốn video số 3 này, chúng ta đã thấy rất là tuyệt vời. Lại còn cây này nữa. Ôi thôi tôi quay luôn cây khế số 3 trong cái video này này. Cây trực hoành. Chuyên gia hoa quả, chuyên gia khế. Cây này thì quả đâu? Cây này báo cáo với anh đang ra hoa. À có hoa đây rồi. Có hoa. Vâng. Cũng là dòng khế chua nhỉ? Cũng khế chua. Đây đang ra đang búng hoa nhiều ấy. Đang hoa. À đây. Cây này là muộn hoa. Muộn hoa hơn. Có cái sớm như muộn. Nó như người phụ nữ mà, người đến thì dậy thì sớm, người đến dậy thì muộn. À đấy. Có người thì 13, 14 tuổi đã dậy thì, có người thì 15, 17 tuổi. Tháng chừng cái thân này vanh bao nhiêu anh nhỉ? Cây này vanh thân cũng 1 mét đấy nhỉ. 100 sen, 1 mét. Hoành thân 1 mét. Rồi. Tổng cây cao có 1m4 thôi nhỉ. Rồi, vâng. Cây lùn mà. Vâng. Trong cái chậu 1m4. Dáng hoành đưa ra giữa sát xa. Giá bao nhiêu anh? Dạ. Cây này đang giao giá 40 triệu nhiều. Vâng. Giá 40 triệu. Vâng. Rồi. Cho một cái tác phẩm khế. Cụ này thì nhất vườn của em. Vâng, và đây là cây sung. Cây này chưa thấy có rau quả đâu. Cây sung này chưa thấy rau quả nhỉ? Trước thì em đánh về là có. Cái này thì bao tiền? Cái này 5 triệu rưỡi nhỉ? 5 triệu rưỡi. Trước nó là cái đây này là cái râu hết của nó. Ừ. Cái râu không gầm. Vâng, đúng là cái tiêu đề cuốn video về những cây khế nổi đình đám của anh Nguyễn Sơn. Một cây giáng nà. Khế giáng nà. Tán rất đẹp này. Mà các cái... Ui dồi, cái gốc nó ra tận đây à? Nó xù xì ra tận đây à? Kinh nhỉ. Tổng cây cao có mét rưỡi. Vâng. Tàn bay 2. À đây anh đắp cả đá xi măng. Cái này là chủ nhân cũ ba cái tạo tác. Rồi. Em được cái sở hữu về thì em để nguyên thế. Em chưa có sờ mó gì cả, em để nguyên thế em cho em chăm cụ luôn. Một tay đòn ở trong gầm rất khó chịu, cái này bởi vì lá nó tốt cho nên là quay nó hơi khó tí. Tay đòn này đẹp anh nhỉ? Tay đòn đẹp. Lắc nó xoắn khiếp rồi. Vâng. Hồi xưa sao cái cụ còn này, chân gian xoắn lại nhỉ? Một gốc hai thân. Vâng. Tình huynh đệ nhỉ? Huynh đệ. Vâng, huynh đệ. Cây rất lùn lực nhỉ? Giàn tay cực điểm. Cây này bao nhiêu anh ạ? Cây này em đang báo giá 80 triệu nhỉ? Vâng. Vâng. Giá 80 triệu. 80 triệu cho một tác phẩm khế này. Rồi. Bây giờ ta lại di chuyển đến một cây khế ở sát với bờ nước, thì quay ở trong này tôi để ý thì cũng hay lắm các bác ạ. Đây này. Cây này cũng đẹp. Cây này ở cái bệ của nó thì tuyệt vời rồi.
khê chua nhỉ? Hay khê chua nhỉ? Nhiều khê lắm, 20 cây khê chứ. Hít thêm khê này cho mấy cây này. Cái này về đúng cái ổ khế nhỉ? Cây này bao nhiêu anh? Cái đấy 13 triệu anh ơi. Vâng. 13 triệu. Vâng, và bây giờ chúng ta trước khi kết thúc cuốn video số 3 này di chuyển đến một cây xanh bám đá rất lớn của anh Sơn này. Một cây độc thạch. Đá độc thạch. Một viên đá. Và anh đang giới thiệu là độc thạch. Dữ dội thế nhỉ? Cũng lâu năm này nhỉ? Để nó chặt, chặt, bám chặt hơn. Một cây đá dáng, mang dáng, mang nét chữ dáng này. Tổng cây cao 2 mét đấy ạ. Cao từ chỗ anh đứng đấy à? Từ mặt chậu lên 2 mét. Mặt chậu lên là 2 mét này. Tàn bay 3 mét. Sải tàn. Tàn bay 3 mét. Rộng 3 mét. Bông làm đẹp. Bông bánh mịn tít. Giá bao nhiêu anh? Giá cây này 80 triệu anh ơi. Vâng, giá 80 triệu. Cái này có không gian chơi được. Cái này mà gần cái hồ cá coi ấy. Để cái... cho giữa hồ trên luôn núi. Không, đặt giữa hồ. Xung quanh là bệ đá xuống mặt nước. Đúng rồi. Giữa hồ luôn. Một cái dáng nàng đẹp. Hai mặt đẹp như vì nhau. Cái viên đá này mình sẽ hàn đúng vào cái viên đá của cái non bộ dưới đáy bể hồ đưa lên. Đặt đúng chỗ. Nha. Sao đẹp thế ta? Trần gian xót lại đấy nhá. Với giá báo là 80 triệu nhỉ? 80 triệu. Dạ vâng. Rồi, Đỗ Sinh xin kết thúc cuốn video số 3 để chúng ta chuyển sang một cuốn nữa. Giới thiệu tiếp với vườn anh Nguyễn Sơn, mời các bác tiếp tục theo dõi và giao lưu. Đây còn cái mảng từ đây đến đằng kia nữa còn nhiều lắm. Thôi cứ gói gọn trong một cuốn nữa.